Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Tôi là Đăng Việt và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên Ghế hôm nay có gì? Tiêu điểm nóng. Hai tập đoàn xe Trung Quốc lên kế hoạch xây nhà máy tại Việt Nam. Chặng 1 giải mô tô Việt Nam Grand Prix HTV Series 2024 khởi tranh tại Bình Dương. Trong phần Trên Ghế Nóng, hãy cùng gặp gỡ chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng để thảo luận về chủ đề Nissan cần sức mạnh nào tại Việt Nam. Và đừng quên mini game ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Hai tập đoàn xe Trung Quốc lên kế hoạch xây nhà máy tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 9, Tesco và Geely đã ký kết hợp đồng liên doanh sản xuất lắp ráp xe ô tô giữa Tesco và Geely. Hợp đồng Geely ủy quyền cho Tesco phân phối thương hiệu ô tô Geely Auto tại Việt Nam. Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tesco, Geely và Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Đáng chú ý là dự án nhà máy lắp ráp xe ô tô CKD tại Thái Bình. Quy mô diện tích rộng 30 hectare, công suất thiết kế 75.000 xe trong một năm ở giai đoạn 1. Tổng vốn đầu tư khoảng 168 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 4.100 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2025. Nhà máy này ban đầu sẽ lắp ráp các mẫu xe Lynk & Co và tiến tới các thương hiệu khác thuộc Geely trong tương lai. Trong khi đó, tập đoàn Chery đã thông báo kế hoạch khởi công xây dựng nhà máy tại Việt Nam vào năm 2025. Theo đó, nhà máy dự kiến sẽ đặt tại khu công nghiệp Hưng Phú. Khu công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nhà máy này sẽ sản xuất xe hai thương hiệu Omoda và Jinko. Trước đó, chặng 1 giải mô tô Việt Nam Grand Prix HTV Series 2024 khởi tranh tại đường đua Đại Nam, tỉnh Bình Dương ngày 22 tháng 9. Kết quả chung cuộc, vận động viên Nguyễn Vũ Phương giành giải nhất hệ Tanga 160cc và hệ Sport 150cc. Vận động viên Nguyễn Anh Tuấn giành giải nhất hệ hai thì 125cc. Vận động viên Huỳnh Minh Sang giành giải nhất hệ Underpole 150cc. Theo kế hoạch, chặng 2 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tại Hà Nội và chặng 3 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 12 tại Bình Dương. Và sau đây sẽ là chuyên mục Trên Ghế Nóng. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam có xu hướng mua ô tô Nhật Bản vì ăn chắc mặc bền. Tuy nhiên, không phải thương hiệu xe Nhật nào cũng có doanh số và thị phần tốt tại Việt Nam. Và điển hình chung số đó, đó chính là Nissan. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng để bàn về chủ đề vì sao Nissan mãi eo uột tại Việt Nam và lối đi nào cho thương hiệu Nhật Bản này. Vâng, chào mừng anh Thắng trở lại với Trên Ghế. Chào Việt. Vâng, chào đón anh Thắng trở lại với Trên Ghế. Thực ra tôi rất là muốn mời lại anh Thắng bởi vì anh có rất nhiều vai trò liên quan đến Nissan. Anh vừa là một nhà quan sát thị trường rất là lâu năm. Anh cũng là admin của một diễn đàn có thể nói là đông nhất Việt Nam nữa. Và anh lại là một reviewer rất là có tiếng mà lại là khách hàng của Nissan nữa. Đấy. Vậy thì với rất nhiều vai trò như vậy thì anh cho rằng Nissan có đáng ở cái tình thế như bây giờ không? Đương nhiên là không đáng. Tôi khẳng định là Nissan không đáng bị như vậy. Bởi vì làm sao thì đầu tiên chúng ta phải nói về sản phẩm. Nissan là một hãng xe Nhật Bản, thậm chí là có thể nói là một trong những hãng xe lâu đời nhất ở Nhật Bản. Những chiếc xe Nissan có những độ bền và tuổi thọ cực cao. Thậm chí tôi nghĩ rằng là nó không thua kém một chiếc xe nổi tiếng khác của Nhật Bản là Toyota. Và những cái ngày đầu tiên Nissan vào Việt Nam thì doanh số của nó hoàn toàn không tệ. Và khi mà Nissan nằm ở dưới sự quản lý của nhà phân phối Tân Châu thì cái số lượng các mẫu xe của Nissan bán tại Việt Nam nó còn nhiều hơn bây giờ. Và nếu mà các bạn cứ thử nghĩ xem, trong một showroom chỉ bán độ khoảng 1, 2 đến 3 mẫu xe thì chắc chắn rồi, những cái người mà yêu thương hiệu đó người ta không muốn vào. Giống như các bạn mà vào một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ, các bạn nhặt cái nọ, nhặt cái kia và cuối cùng đi ra ngoài là các bạn vẫn đi thiếu. Nhưng bây giờ thì Nissan hoàn toàn không thể. Nếu các bạn vào một cái showroom của Nissan bây giờ,
ở đâu đó một chiếc Amira, một chiếc xe B sedan, một chiếc xe mà được gọi là rất công nghệ nhưng bán khá là chậm. Tôi không muốn nói là bán ế và bán khá là chậm, đó là cho Nissan Kicks. Rồi một chiếc xe nào nữa, một chiếc bán tải Navara. Và lâu lâu rồi vẫn chưa thấy thay đổi. Vì sao hôm nay chương trình trên ghế lại nói về Nissan? Bởi vì ngày hôm nay có thể gọi là tròn 4 năm thương hiệu này đổi nhà phân phối. Và vừa nãy anh cũng đã nhắc tới Tan Trông là nhà phân phối cũ. Vậy thì trong vòng 4 năm qua với nhà phân phối mới, liệu rằng đây có phải là một quyết định sai lầm của Nissan không? Về mặt kỳ vọng, khi người ta đổi một nhà phân phối thì người ta kỳ vọng sẽ tiến lên. Nhưng tôi nghĩ rằng nhà phân phối mới của Nissan với cả thương hiệu Nissan đang có một số những cái gọi là bất đồng. Bất đồng về những cái quan điểm kinh doanh ở tại thị trường Việt Nam. Từ rất lâu rồi Nissan không có những cái hoạt động về marketing, về truyền thông, về quảng bá. Tôi lấy một cái ví dụ như là một chiếc Amira, nó chỉ có điều hòa chiều lạnh thôi, không có chiều nóng. Và Nissan Việt Nam đã rất loay hoay trong việc đấy ở một thời gian khá là dài và bị phản ứng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quay lại về sản phẩm của Nissan đi, bởi vì tôi rất muốn nghe được ý kiến của anh, bởi vì đang ở vai trò đấy là khách hàng đi. Đấy là tôi nghĩ rằng bản thân tôi cho rằng sản phẩm của Nissan nó không quá tệ đến mức như thế, nhưng mà mỗi khi ra mắt sản phẩm mới, ví dụ Nissan Kicks, gây ra rất nhiều tranh luận và tôi nghĩ rằng đa phần là tiêu cực. Kể cả Navara cũng vậy, gần đây họ ra mắt sản phẩm mới cũng nhận được rất là nhiều những cái comment tiêu cực ở trên mạng xã hội. Vậy thì những sản phẩm này nó có đáng bị chê đến mức như vậy không? Hiện nay nếu mà nói về sản phẩm, những cái sản phẩm hiện hữu đang bán, Amira là một chiếc xe hạng sedan hạng B chạy hay nhất ở trong phân khúc. Tôi khẳng định là chạy hay nhất ở trong phân khúc vừa. Nhưng mà nó cũng vẫn có những cái gọi là chưa phù hợp với người Việt Nam. Vừa nãy tôi nói là cái việc mà cái điều hòa bây giờ đã được xử lý rồi. Nhưng mà cái cách mà Nissan Việt Nam đang không có những cái chính sách tốt để kích cầu cái chiếc Amira đấy, khiến cho doanh số của nó cũng không nổi trội, nhưng hoàn toàn là bán không kém. Một chiếc xe nữa, đó là chiếc Nissan Kicks. Nissan Kicks là một chiếc xe mà tôi nghĩ rằng đây là một chiếc xe khá là công nghệ. Chạy, ai cũng đánh giá là đây là một chiếc xe chạy hay. Nhưng rõ ràng nó không có một cái doanh số tốt. Bởi vì làm sao? Đầu tiên, đó là cái thiết kế của Nissan Kicks nó thực sự không phải là một cái thiết kế mới và hợp thời theo những cái nhãn quan của khách hàng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái cách định giá ban đầu của Nissan Việt Nam với mẫu xe này, nói rằng đây là một mẫu xe công nghệ rồi rất là hiện đại và rất là tiết kiệm rồi thế này thế khác. Và nó phải đắt. Ở đâu đó một mẫu xe hạng B mà có giá gần 900 triệu thì không có lý gì để người ta lựa chọn bạn. Và đến cái khi ấy, lại đưa ra một cái này, đến cái khi không bán được hàng tồn, bắt đầu lại giảm giá, lại gần giảm sâu nữa, thì có nghĩa rằng bạn đang quay lưng vào chính khách hàng của bạn. Khi mà khách hàng của bạn bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng để mua một chiếc để sử dụng được một chiếc Nissan Kicks, và bây giờ thấy nó mất giá, bây giờ chỉ còn khoảng 630 triệu cộng lăn bánh vào thì khoảng dưới 700 triệu, thì lúc đấy các bạn không thể, sau khoảng hơn 1 năm 2 năm thì các bạn không thể có một cái lời giải thích nào về khách hàng cả. Bạn đã quay lưng vào khách hàng. Một cái sản phẩm thứ ba là Navara. Cái sản phẩm đấy tôi lại là một trong những người hiểu nhất. Bởi vì khi mà Navara ra mắt thì tôi là người mua chiếc xe Navara từ những năm 2015. Và tôi cũng là một trong người mà làm truyền thông, làm test ride đầu tiên cho Navara. Và lúc đó doanh số bán của Navara đứng thứ 2, thị phần thứ 2 ở Việt Nam sau Ranger mà thôi. Navara rất là bền. Đến bây giờ tôi chạy khoảng độ 15 vạn. Xe gần như không phải thay bất kỳ cái gì cả. Xe cực tốt. Nhưng khi mà đổi nhà phân phối thì tôi không biết là cái chủ ý này của ai là người quyết định cái việc đó. Nhưng lập tức chiếc Navara
Nó chỉ thay đổi một chút về bề ngoài thôi, nhưng lại đẩy một phát giá cao hơn cả những chiếc xe bán tải bán chạy nhất là Range Rover Wildtrak. Thì cái chính sách đấy không thể nào mà có thể thương được. Và việc mà doanh số nó càng ngày càng tụt thì đó là một điều tôi nghĩ rằng là tất lẽ gì cậu. Nhưng nói vừa rồi đấy là sản phẩm định giá cao thì không thương được, mà bây giờ giảm giá thì lại động chạm đến những khách hàng đã mua. Vậy thì Nissan cần làm gì bây giờ khi các sản phẩm đều có giá cao rồi? Gần đây các cái dòng sản phẩm khác của Nissan đã khá là ổn. Hãy mang về nhiều hơn. Hãy nghĩ cách, nếu mà Nissan hiện nay vẫn nằm ở trong hệ sinh thái của tập đoàn Thành Công. Tập đoàn Thành Công hiện nay theo tôi biết là chuẩn bị khai trương cái nhà máy ở Quảng Ninh rồi. Họ có, thậm chí họ còn lên một cái kế hoạch là có thể gia công cho các thương hiệu khác nếu các thương hiệu khác cần. Có nghĩa là họ có thể đi làm thuê được. Thì tại làm sao họ không có thể gia công cho đúng cái thương hiệu mà họ đang phân phối. Và đặc biệt rằng là Nissan hãy biết, theo tôi thì Nissan hãy biết cách để làm thương hiệu. Tôi nghĩ là ở Nhật Bản hiếm có những thương hiệu nào có thể những cái sản phẩm độc đáo như thế, ví dụ như chiếc GTR của Nissan chẳng hạn. Những chiếc xe đấy mang về sẽ khiến cho những người yêu cái thương hiệu Nissan, họ sẽ kéo họ đến. Họ nhìn thấy cái xe đấy ở trong showroom thì họ sẽ nhìn sang các xe khác. Nó là một cái mối câu. Như kiểu chiếc Jimny của Suzuki ấy, mặc dù nó doanh số nó không đúng cao rồi, nhưng người ta rất kỳ vọng cũng như là tò mò về cái chiếc xe đấy. Và biết đâu đến đấy thì người ta cũng nhìn sang XL7 và Ertiga, đúng không ạ? Đúng. Thì và đương nhiên rồi, một cái điều nữa đó là gì? Hãy có những cái bài, những cái chính sách về marketing nó đủ sâu, đủ rộng. Và đặc biệt Nissan từ trước đến nay nó vẫn bị một cái gọi là, tôi là vì tôi là chủ xe, tôi là khách hàng, tôi nắm rất rõ là cái giá thành phụ tùng sửa chữa hậu mãi của Nissan vẫn đang ở ngưỡng cao. Chính vì vậy mà đấy cũng là một trong những cái rào cản khiến cho việc mà lựa chọn những chiếc xe Nissan nó cần phải tính toán nhiều hơn. Ok, cảm ơn anh Thắng rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng vừa rồi, từ góc nhìn của người làm truyền thông hay từ một khách hàng thì chúng ta có thể hiểu hơn về thương hiệu này, để đúng như lời anh Thắng nói, đó là chúng ta có thể thương hay không thương thương hiệu Nissan trong mùa sắm cuối năm. Và bây giờ, một phút cuối cùng, đừng quên quét mã để trải nghiệm mini game các bạn nhé. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để truyền làn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2, đón xem show trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng trên ghế.